Đây là bên trong sân bay nội địa của Istanbul cả nhà ơi. Bữa nay là mùa hè cho nên cũng khá là đông. Simisaray này rất là nhiều chi nhánh ở thổ, có nhiều bánh ăn cũng được lắm cả nhà. Ở trên nhìn xuống, trời quá chừng, quá chừng gian hàng. Chỗ đây là gần cổng chờ sân bay á. Nói chung là những cái thương hiệu thường thấy ở thổ thì bây giờ bên trong sân bay cũng có luôn nè. Happy Moon rồi cà phê Nero. Có phòng chờ cho trẻ em. Đây là cổng chờ sân bay. Sân bay nội địa. Bây giờ là mấy cái quầy mua sắm cũng đông. Istanbul đến Antalya đó cả nhà. Bay khoảng gần một tiếng thôi, cũng nhanh lắm. Họ vẫn phục vụ đồ ăn như thế này. Sắp hạ cánh Antalya, đã có dãy núi huyền thoại Taurus Mountain. Đây là dãy núi huyền thoại ở Antalya. Có những cái thác nhỏ nhỏ màu xanh nè. Tí nữa sẽ tới biển Địa Trung Hải là hạ cánh xuống sân bay Antalya. Xanh tươi cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ đây. Hôm nay là chủ nhật ở Accra, như có sự kiện đám cưới. Dễ thương á. Ánh hoàng hôn buông xuống. Cái góc này đúng đẹp luôn. Hoàng hôn buông xuống trên biển Địa Trung Hải. Pizza salad xin mời cả nhà. Pizza đây ngon cả nhà ơi. Kiểu giòn mà thêm phô mai ngon lắm. Giống giống kiểu pizza Kobe ở Sài Gòn. Xin chào cả nhà, đây là biển Địa Trung Hải. Sáng hơn 8 giờ cả nhà. Trời ơi, cá quá nhiều, trời nhiều luôn cả nhà ơi, cá con nè. Ôi, cá con quá trời nhiều luôn, cưng lắm. Công nhận là cái chỗ này á, nhiều nhiều cá lắm luôn á cả nhà. Đây là một đàn cá luôn. Ở dưới đây nữa. Nó đang bơi vô cái chỗ mà bật thềm đi xuống bơi á. Còn chỗ đây là cá bự này cả nhà. Trời, cá bự kìa cả nhà ơi. Cái này mà mình có bánh mì á, mình quăng giống như năm ngoái á, là nó lên một đàn luôn vậy đó. Đây là cái bờ biển thuộc Accra cả nhà. Accra họ xây cái tòa này á. Sáng cái nó trắng cái ánh nắng mặt trời á, cho nên là mình bơi ở đây rất là mát nha cả nhà. Nó được lợi thế đó. Ở bên kia thấy nắng á. Đó. Bên đây thì được cái tòa này nó che rồi. Hồi nãy giờ mình bơi được 1 tiếng rồi.
giờ lên ngắm cá. nước biển Địa Trung Hải sạch lắm luôn cả nhà ơi. Thật ra mình hơi bắt đầu hơi sợ nhưng mà bơi á nó dễ lắm, tại vì sóng nó ở đây sóng nó kiểu rất là êm á cả nhà, sóng nhẹ lắm. Trời ơi cá kia quá chừng luôn. Cái khúc này á là người ta có bán dụng cụ để mình lặn xuống mình ngắm á. Hôm nay là mình quên đem cái miếng bánh mì á, để bữa mai mình đem miếng bánh mì xong rồi cái mình dụ nó tới một đàn quay cho đẹp, quá trời đẹp luôn. Đó, họ có cái tour để mình đi vòng quanh ngắm cảnh biển Địa Trung Hải á cả nhà. Nếu mình thích thì mình đi cái tour này nha, ngồi trên tàu đó xong rồi họ đưa mình đi cũng nhìn cảnh đẹp lắm á. Bữa nay sương mù hay là mây nhiều cho nên là nó che luôn cái dãy núi Thâu Rớt rồi. Nhưng mà thường giờ này là mọi người tắm đông nhất. Lúc này là 28 độ và hơn 8 giờ 12 phút với cả nhà. Cái giờ này là lý tưởng nhất, còn buổi trưa thì nó rất là nắng. Buổi trưa có thể lên tới 40 mấy độ. Mùa tháng 6 thì nó nóng nhưng mà không bằng tháng 7, tháng 8. Mình thấy đi tháng 6 là bơi là sướng nhất. Tháng 5 thì còn hơi là lạnh. Còn tháng 7, tháng 8 thì thứ nhất là nó nóng và thứ hai là nó rất là đông luôn. Nước biển rất là sạch luôn á. Hồi nãy giờ mình bơi được gần cả tiếng rồi. Đó, trong veo luôn. Cá lớn cá bé cũng rất là nhiều. Chỗ này lúc nào cũng có cá nha. Đó, mấy em cá tung tăng bơi lội. Xuống đây thì ăn đồ biển cũng nhiều quá cả nhà. Cá tươi. Đây, cái khúc này rất là nhiều cá con nè. Trời cá quá chừng luôn. Mình thì sợ đen chứ mấy người bên đây là phơi nắng như vậy cả nhà, phơi cho kiểu như là buồn cho mùa đông hay sao. Nắng cũng rất là giòn luôn á. Cái pizza này nó hấp dẫn đến mức gì mình đặt lần hai nữa cả nhà, xin mời cả nhà. Bên ngoài nhiều bạn quá không có đặt được. Which soup này? This is I really curious about it says bone juice. Ha, bone juice. Yeah, ezogelin. Cái nhà ăn kem. Mình kêu là rất là ngon. Chỗ Italia cũng quá trời mèo luôn cả nhà. Một cái quán cà phê sách đó cả nhà. Mình thấy cà phê sách thì cũng nhiều quán rồi nhưng mà quán này là sách quá trời luôn á. Có thể nói là chắc thấy nhiều nhất á. Đọc mùa sách luôn. Quá trời luôn bên đây nữa. Đọc hết bao nhiêu sách đây là chắc thành Google luôn á. Như sách đây là thành giáo sư Google luôn rồi. Còn ngoài bên kia nữa. Đây là cái quán ở Antalya đó cả nhà. Đây mình đã có bánh mì. Để coi. Anh đi. Trời ơi, có miếng bánh mì quá trời luôn. Có em bánh mì là mớ đàn bơi lại. Trời quá trời luôn.
nhưng mà em thấy mình cho nên là em chưa lên. Yeah, we go and debut it. Thì luôn luôn thiệt là nhiều cá con gần cái chỗ có cái cầu khủy này để xuống bơi á, hình như nó bám vô mấy cái xanh xanh này. Lâu lâu lên tầng 10, view đẹp cả nhà. Tầng 10 nhìn xuống biển rất là hùng vĩ. Đây là rooftop tóc buổi tối lung linh nè. Đó, lúc nãy bơi giờ nhìn xuống đó. Bơi là cái giải phân cách vậy đó. Bốn bên là view địa biển Địa Trung Hải. Ăn tiền cái view thôi cả nhà. À, có một cái lobby ở đây nữa, có một cái hành lang ở đây nữa. Teşekkürler. Cũng có đồ ăn buổi sáng nhưng mà ít hơn bên dưới. Phải phục vụ khiêm tốn hơn ở bên dưới. Được cái view đẹp. Honey, should we have breakfast in the downstairs and come here to have coffee? No, sadece kahve aldım başka. Akşam oturmaya falan gelmek yok mu? Evet, ben öğle yemeği de var. Öğle yemeği de var. Öğle yemeği burada harfler de oluyor, onlar da öyle. Anladım. Açları çok iyi. Ra này nó có chỗ dạy cho nít cả nhà. Nói chung là nó bao thầu nhiều món ăn chơi thể thao. Mà cái này giống như mình ở đây thì sẽ được miễn phí á. Cùng chung là giá trị cộng thêm. Đó, ông thầy đứng phía đó đó. Học viên đứng đây. Đến xong ra đây ngồi. Đây là hệ thống tưới nước tự động trong công viên cho cây cối xanh tươi. Mùa hè này là cây cần nước dữ lắm luôn. Cây vô tầm nó tới mùa nó rụng đây chỗ đây nè. Mới mình đi sớm mình thấy. Đây công viên nè. Công viên này lịch sử là cái vị giáo sư có tên này thành lập á. Trước khi mất thì ổng thành lập để kỷ niệm. Nhiều cây xanh, nhiều cây cổ thụ. Vô bên trong đã lắm. Mình đi bộ xíu. Hoa dọc trên đường.
đây, cái này. Cái này giống nấu cam được này cả nhà, mà họ làm cái cảnh. Mới sáng tưới nước cho nên mấy em hoa này còn tươi rối rối. Cả buổi trưa là thấy héo hắt luôn. Tại vì còn nước á, mùa hè nước dữ lắm. Nó hút nước dữ lắm luôn. Này là hơn 7 giờ sáng. Nhà mình đi thể dục. Ở Antalya thì họ cũng rất là thích mấy cái hoa dạng thọ này nha cả nhà. Họ trang trí rất là nhiều trên đường. Trên đường men theo cái bờ biển là có nhiều, rất là nhiều cây xanh. Và cây cam luôn nè, cây ăn trái. Cây sung Mỹ nè, phít nè. Nói chung ở Antalya là cây trái đầy cành đó. Viên của vị giáo sư này á rất là rộng luôn á. Edo Inu Campus. Cây này khá là cổ thụ. Trời nóng nhưng mà mình đi dưới tán những cây xanh này á, tự nhiên thấy mát á cả nhà, do nó nhiều oxy. Đó, phải có túi nước vậy đó chứ không là cây héo quắt liền. Đó, men theo là chạy ra biển đó. Ở Antalya rất là nhiều hoa giấy nha cả nhà. Năm nào mình xuống mình cũng thấy hoa giấy quá chừng. Kiểu như là nó hợp với nắng nóng nhưng mà mùa đông nó cũng chịu được ở cả nhà. Mùa đẹp quá. Rồi cái nhà này có nguyên cái vàng. Có những cái này nó phủ lên thành mái che luôn. Rất là mát. Đang đi có cùng. Có thiệt bự cả nhà ơi, sợ quá. Để nó đi rồi mình đi. Rồi nhưng mà gặp chó cứ đứng lại bình tĩnh, hoặc là mình đi bình thường, mình đừng có chạy. Không, đi bộ ở ngoài đường thì mình có thể vô chỗ đây, men theo cái này. Cái này là để người ta cho mèo chó rồi cả nhà. Ở thổ là người ta thích mèo chó lắm. Đây đây, thức ăn cho mèo chó này. Mèo chó hoang dại là cũng có người cho ta ăn vậy đó. Đây em đây, đi men theo biển. Antalya là biển địa Trung Hải á cả nhà. Cái khúc biển này đá lởm chởm với lại cũng không có chỗ xuống để bơi. Bơi giống như là từng khu á, chứ không phải là khu nào cũng dễ dàng bơi đâu. Khung cảnh mùa hè. Bông dạng thọ khắp nơi cả nhà. Trời ơi mèo mèo. Những chú mèo. Mấy cái xe máy đó là khách du lịch người ta thuê. Ở đây thành phố biển khách du lịch nhiều. Đó, đá nhìn đó, khá là lẫn chẩn. Khúc này đây là di tích từ thời La Mã đó cả nhà. Đông La Mã. Nhìn cái là thấy nhận dạng liền. À, xong rồi sẽ có những cái ghế đá này, mình ngồi có thể nghỉ xong ngắm biển. Xong đi tiếp. Đó. Mình thích đi con đường này lắm cả nhà, nhưng mà thi thoảng nó có sen chứ không phải là cái con đường nào nó cũng có cái con đường lát đá này. Bây giờ mà đi thẳng xuống nữa sẽ là tới công viên Đu Đình. Rất là nổi tiếng ở Antalya có cái thác Đu Đình đó. Mà mình đi cũng được 4.000 bước rồi. Cũng hơi thấm mệt. Vô đây đứng
Vừa đi kiểu này nhẹ nhàng, vừa ngắm biển thư giãn xíu. Cái hoa trúc đào á, mùa này quá chừng luôn, đi đâu cũng thấy trúc đào nó ưa nắng á cả nhà. Đi tới đây thì mình đã mở cái con xe này để mình chạy về. Đi tới khúc này cả nhà, công nhận là cảnh đẹp. Nhưng bây giờ 8 giờ rồi á, cho nên nắng nó cũng hơi nhiệt liệt rồi đó. Nắng nóng rồi cả nhà. Bây giờ mình sẽ dẫn cả nhà vô công viên này chơi nha, khám phá. Công viên này rất là nhiều cây xanh và cây ăn trái. Ở trước thì có những cái xe Marti này nè. Nếu như mình đi bộ mà mình kiểu thấm mệt rồi á, mình có thể ra đây lái cái xe này chạy vèo vèo vèo. Đây, đây là những dấu vết của thời La Mã xưa đó cả nhà. À, người ta thiết kế lại nè. Đây, có hai cổng vô. Cổng này hoặc là cổng này. Nó mát lắm luôn cả nhà. Mình đi cổng này đi ha. Trời, xanh ngát luôn. Thích quá. Nó sát biển luôn cả nhà. Mùa này á, cái cây kia nè, hôm trước mình cũng có mua hạt giống về trồng thử á. Ở dưới Antalya họ trồng rất là nhiều, mà trồng làm cảnh á cả nhà, kiểu như nó xanh xanh tím tím. Nó rau nhưng mà nó lên cũng dễ, với lại nhìn đẹp á. Những cái cây bự bự là cây dâu tầm á cả nhà. Ở dưới này cái ô nho cũng nhiều lắm nha cả nhà. Ô nho Việt Nam mình cũng nhiều. Đó. Mùa đây là cái chín quá chừng. Đây, có cầu tuột cho trẻ em nè. À, bây giờ là trời còn nắng á cả nhà. Bây giờ mình đi là buổi trưa ấy. Chứ còn buổi chiều á là hôm trước mình, những năm trước mình có dạo vô là nam thanh nữ tú, những cặp yêu nhau nè, dẫn vô đây nhiều lắm. Kiểu như nó mát xong rồi cảnh cũng hữu tình, gần bờ biển kia nè. Nó có hai cổng, thì hồi nãy mình đi cổng kia. Hôm những năm trước là cái cây này nó rớt trái xuống quá chừng luôn cả nhà, dâu tầm trắng và dâu tầm tím luôn á. Bữa nay thì nó rớt xong rồi, mùa dâu tầm là qua mùa rồi á. Đi vô bên đây, gần gần sát biển. Có những cái ghế với lại bàn để kiểu như mua những thức ăn nhẹ. Chiều vô đây. À, có một cặp ở dưới kia kìa. Đó. Kiểu như chỗ ngồi miễn phí mà cũng lý tưởng á cả nhà. Đó. Bây giờ là trời còn nắng á, là những chỗ này nó trống, chứ còn chiều chiều mát mát là cho chỗ này đắt đỏ lắm á. Kiểu như là người ta xí ngồi rồi á. Tại vì sát biển, không cái view ngồi rất là đẹp. Ủa, cái cây cổ thụ kìa, bự chưa? Đứng ở dưới bên này nó mát, kiểu như oxy nhiều quá. Thích. Tối thì có những cái tiểu cảnh đèn nè, nó nhấp nháy lung linh lên. Đó. Đây. Quá trời bự luôn. Cây này chắc cũng siêu to khổng lồ, cao niên rồi. Đó, nhìn thẳng ra cái bờ biển Địa Trung Hải luôn. Mèo, đó, mèo thì khắp nơi. Mèo, chó kia nữa cả nhà. Đó, mấy con mèo con chó kiểu hoang nhưng mà nó được chăm sóc cũng kỹ lắm á. Cái này là nè. Trời ơi, chó đâu mà đàn đàn kìa. Sợ, cũng hơi sợ nhưng mà mình đứng lại bình tĩnh xíu.
Ở dưới kia nó có cái chỗ mép ra bờ biển, nó có cái bàn với ghế kìa kìa. Nhìn cũng hay hay ha. View đẹp xuất sắc. Đây 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 đây. Ui con mèo. Đó cả nhà, chỗ này khá là riêng tư nha. Những cặp yêu nhau thì ra đây là bà chết rồi đó. Sát biển luôn. Trời mát. Buổi trưa nhiệt độ đang nóng lắm á cả nhà. Nhưng mà vô công viên này khá là mát luôn, tại nhiều cây xanh á, tán nó rộng, nó bao phủ hết luôn. Mấy con chó thì nhìn có vẻ sợ nhưng mà thực ra nó được chích ngừa hết rồi cả nhà. Với lại là mình cứ bình tĩnh, mình đừng có thấy nó mình chạy là nó đuổi theo. Mình thấy nó thì mình cũng đi bình thường giống như là mình đang đi á, thì không sao hết á. Đây nè, nói chung là dọc có ghế ngồi nhiều. Dưới kia nữa. Tán cây xanh là mát. Đây chính xác là cây vô tầm á cả nhà. Nó đã rụng hết trái rồi. Năm ngoái mình xuống mình thấy nó rụng mà không ai lùm hết á. Tại dưới này trái là nhiều lắm. Mình thấy cam với lại dâu tầm là ở Antalya với ở Imit á, là nó rụng đầy đường á, kiểu như người ta cũng nhiều á, tới mùa là nó nhiều cho nên người ta cũng không có thấy quý. Trời nhiều gốc lắm cả nhà, gốc nào cũng có cây cổ thụ bự hết á, ngồi rất là thích á, ngồi dưới tán cây này nghỉ mát tâm tình gì cũng kiểu rất là thư giãn á. Đây có cái bàn nè. Nhìn cái này y chang ở Việt Nam á, cái ổ nho á. Như vậy là Nguyên vừa đưa cả nhà khám phá một xíu công viên ở Antalya mùa hè. Rất là nhiều cây xanh. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi nha. Video kỳ này của Nguyên tới đây xin được tạm dừng. Nguyên xin chân thành cảm ơn cả nhà rất rất nhiều. Và xin được gặp lại mọi người video kỳ tới nha. Và xin hẹn gặp lại mọi người video kỳ tới nha. Bye bye cả nhà.